Vâng, thưa quý khán giả, bây giờ gần 3 giờ. Vâng, thì coi như chúng tôi cũng cái trung bình là từ 2 giờ rưỡi tới 3 giờ là bắt đầu. Thì bây giờ bên Việt Nam thì sắp sửa 5 giờ rồi. Vâng, vâng thưa bác Cường, gửi lời chào khán giả KBC Hải Ngoại. Dạ, xin kính chào khán thính giả KBC Hải Ngoại. Bây giờ là gần 5 giờ sáng là vâng, gần 5 giờ sáng, 5 Việt giờ Nam, sáng ở Việt Nam. Vâng, vâng, thưa quý khán giả, ngày hôm qua là ngày lễ chiến sĩ trận vong mà nước Mỹ và chúng tôi, đó là ngày thứ hai, đó là ngày chiến sĩ trận vong của Hoa Kỳ. Thành ra chúng tôi được nghỉ coi như là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai là nghỉ bắt cầu đó. Nghỉ bắt cầu, vâng, một tuần lễ có 7 ngày mà nghỉ được 4 ngày, bà con cũng vui vẻ lắm. Riêng bác Cường với lại cá nhân tôi thì ngày nào cũng là ngày cuối tuần hết, chúng tôi ngày nào là cũng là ngày nghỉ hết. Và quý vị thấy rằng ngày nào quý vị cũng nhìn được live stream của cá nhân tôi được đưa lên hầu như mỗi một ngày. Vâng, tuần vừa rồi thì có rất nhiều bản tin về chiến tranh Việt Trung. Đấy, thì tôi chắc bác Cường có nhìn thấy em có đưa lên đọc đó. Thì đó, những cái tài liệu rất là giá trị. Thì cũng có một số độc giả có hỏi thăm á, là muốn mời bác Cường về Việt Nam. Mới hỏi là tuần trước tôi có nói chuyện trong nửa vòng trái đất ấy, thì cũng có nói về vấn đề tại sao chúng tôi không về Việt Nam. Với lại nếu mà bác có những cái chi tiết gì mình có thể mình bàn thêm về cái vấn đề như cá nhân bác thì như thế nào. Tôi đã trả lời rồi, cái vấn đề là vấn đề đầu tiên là chúng tôi lo về vấn đề y tế của tôi đấy, cái tuổi già. Tôi thì nói một cách gọi là mình đưa thân mình qua đây. Cũng nghĩa là gọi là cũng tranh giành đi cách này cách khác, đủ mọi cái. Tưởng rằng thì là cái tự do của nước Mỹ ngon ăn lắm, nhưng mà mình mới biết rằng thì là đi qua đây rồi đó, thì cái nền kinh tế tư bản đó nó dỗ dành tất cả các thứ mà lúc nào cũng thiếu, lúc nào cũng thiếu thốn hết. Tôi thấy tất cả những ông bạn của tôi đó thì là tất cả những các cái parking lot đó liếc thì là đều là ngồi trên xe hơi, và trong xe hơi một đống báo cũ, báo sách, báo gì đó ở một cái parking lot này, parking lot kia. Rồi thì là nghĩa là toàn là sách báo cũ không à, cả cái trong cốp xe luôn. Vâng, kể cả quần áo nó, tức là gần như là cũng không muốn ở trong nhà. Không muốn ở trong nhà mà đi ra ngoài đường thì sống xong rồi thì là lại cứ thấy rằng thì là Vietcash mới lại nghĩa là có tiền ngay, có thể gửi, có bằng khoán xe, có cái gì đó, có cái xe chủ quyền thì đã trả xong thì nghĩa là có thể mấy chục ngàn. Thế bây giờ mới bắt đầu nói đi vào con đường tử tế, tức là nó tùy theo cái giá trị xe của quý vị. Còn cái xe mà đồng nát như các quý vị này đó thì nó chỉ cho vay 2000 mấy thôi. Đại khái thì nó như vậy. Thế thì nhìn thấy cái đó mình mới thấy, và tiền đâu mà họ quảng cáo như vậy, mình mới biết rằng thì là những anh em mình thiếu nhu cầu. Dịch cấu vá vai, thiếu từng chút một, chứ không phải rằng thì là được mấy trăm ở nước Mỹ mà gọi là đã quá đủ. Đời xưa đó là nhiều người ở trong gia đình ở Việt Nam đó gửi thư qua Mỹ là đòi rằng cho 1000 rồi 2000 rồi mấy trăm thì cũng coi như là ít rồi chứ. Cứ tính cái con số rằng thì là mấy đồng một giờ làm việc ấy, thì là mình tưởng rằng thì là mình ngon ăn lắm, tưởng là gì đó, nhưng mà tất cả nó đều sai lầm hết. Thành ra đấy thì tôi cũng muốn bổ túc cái thêm là tại sao không về Việt Nam. Gọi là Việt Nam nó sướng như vậy, như các quý vị thường nói đó, Việt Nam nó sướng như vậy, tại sao mày không về Việt Nam? Nhưng mà thực tình thì tôi cứ nghĩ rằng cái xã
nhiều người muốn về Việt Nam, muốn kinh doanh hay là muốn làm ăn ở Việt Nam nữa, nhưng mà ở Việt Nam người ta cũng đấu đá nhau, người ta cũng tranh cướp nhau, không ạ? Mình mà với cái mà cuộc sống nghĩa là gọi là tạm đủ ở bên Mỹ mà về Việt Nam để mà tranh ăn với những người ở Việt Nam thì nó khó lắm. Và tôi thấy rằng đúng anh Hùng có nói rằng thì là những các cái chuyện mà chúng ta gửi tiền về cho những người trong nước đó, tức là để cho họ đỡ cái gánh nặng, đúng không ạ? Đỡ cái gánh nặng cho nhà nước Việt Nam. Và còn thêm một cái nữa là về tinh thần đó, thì gửi tiền về Việt Nam cho thân nhân mình đó, thì thân nhân mình đỡ sợ thằng công an khu vực, đỡ sợ cái trói buộc của hộ khẩu, Đúng rồi. và mình có đủ điều kiện để mà mình nghĩa là chạy tiền đút lót cho thằng công an cũng còn được nữa. Dạ vâng, Đó. đúng. Do đó mà mình mới thấy rằng thì là cái giai đoạn đầu đó ở Việt Nam mà tôi ở đó, là lúc mà gửi ở bên Mỹ hay là bên Pháp mà gửi quà về Việt Nam đó, là Việt Nam nó giới hạn rồi, Vâng, đúng rồi, và gọi là thế ạ. ở Sài Gòn thì viết còn nhận được, chứ ở những tỉnh xa đó là địa phương nó khuyên rằng không nên nhận, Dạ, đúng không rồi. nên nhận, nghĩa là nó lại cũng làm khó dễ một vài, Vâng. chứ không phải rằng thì là tại vì rằng thì là nó biết rằng thì là cái tiền này sẽ lũng đoạn cán bộ của nó, không Vâng. ạ? Thành ra nó cũng ngại ngùng lắm. Thành ra Vâng. đấy thì cái hai mặt của cái vấn đề. Vâng, thì bác nói một cái điều cũng nhân tiện đây, thì qua cái vấn đề bác nói rằng là mình tưởng mình đi qua ở qua đây mình làm cái gì, làm vương làm tướng, nhưng mà đa số như anh em HO hoặc những người lớn tuổi thì vấn đề sức khỏe, vấn đề tiếng Mỹ, thành ra rồi thì vừa cái tuổi vừa bắt đầu tới cái tuổi mà lãnh tiền già, tức là đi vào cái sư đoàn 900, hoặc là nếu làm biếng thì những người ta đi vào sư đoàn 800, tức là sư đoàn mà lãnh tiền 800 á, là 800 đô la, mà 900 là tiền già, 800 là tiền gọi là tiền tâm thần hay là tiền bất khiển dụng, đúng ra thì Mỹ nó gọi là disability, cái insurance, thì cái tiền đó là tiền bất khiển dụng. Tuy nhiên rằng tuần vừa rồi đó thì nhân tiện bác nói như vậy đó, thì mình thấy là đa số những anh em HO là đi làm những cái chuyện đó. Nhưng mà anh Võ Phạm Đình Cung nhà mình, tức là cung Củ Đậu đó, thì anh có trả lời phố Buôn Gia TV từ đầu đến cuối, anh trả lời rất là hay, tôi phải công nhận anh nói rất là thành thật. Nhưng có hai cái điều không, anh là tôi phản đối anh Cung, Phạm Đình Cung, anh lúc nào anh muốn thì cứ gọi điện thoại Nguyễn Phương Hùng, nếu anh nói rằng anh không sợ thằng nào thì anh cứ việc lên nói chuyện trên KBC ở ngoài, anh em mình nói chuyện rất là thoải mái. Thì anh Cung nói như thế này, đầu thứ nhất ở đây tôi chẳng sợ thằng nào hết, tôi nói thẳng để bà thưa anh Cung, thật sự rằng có ai sợ ai trong cái cộng đồng này đâu, tại vì bên Mỹ này cái luật pháp nó rất là chặt chẽ, nó không có để cho anh mà cái anh muốn nói cái gì cũng được hết. Thế nhưng mà anh mà có một cái hành động là hơi hơi mệt đấy, thì giống như như hồi đó tôi nói anh Hoàng Thông đó, khi nó tới nó hăm dọa anh như vậy đó, tôi như anh tôi đi ra thưa cảnh sát cái là nó xong ngay lập tức, cấm không cho Nguyễn Phương Hùng được tổ chức cái điều, anh phải đeo cái bảng là gia đình có tang chế, thành ra phải ra đóng cửa một ngày thứ năm. Nhưng mà bây giờ trở lại chuyện anh Phạm Đình Cung, cuối cùng anh nói rằng á, chúng tôi gửi 13 tỷ, cộng đồng Việt Nam chúng tôi gửi về Việt Nam 13 tỷ. Thưa anh, nếu mà cộng đồng Việt Nam cả trên thế giới mà có gửi về Việt Nam được 13 tỷ đô la đó, thì nói thật anh, mình không cần phải lãnh 800 mới là 900 đồng tiền già đâu. Anh có lẽ anh nói lộn thôi. Là 13 tỷ đây là bao gồm cả những cái tiền mà chẳng hạn như là những thương gia họ đi buôn bán về Việt Nam, chứ còn cái 13 tỷ mà cộng đồng Việt Nam gửi về 13 tỷ là không có, là hoàn toàn thôi. Với lại hai nữa, anh nói là ngoài xe anh có những tài liệu, thì nếu mà được anh có tài liệu 13 tỷ anh cứ việc đưa ra. Và thì anh Cung đừng buồn Nguyễn Phương Hùng nha, Nguyễn Phương Hùng 13 tỷ là có thể anh nói lộn thôi trong lúc mà anh nói chuyện, chứ cộng đồng Việt Nam làm gì có 13 tỷ mà gửi về hết đấy. Anh thấy rằng ở đây này, ông Bùi Thế Phát là ông là phó thị trưởng của Garden Grove,
mà ông bảo ông rất muốn giữ cái tàu hải quân bằng giấy đấy, làm bằng gỗ mới bằng giấy hay HQ10 đó để làm triển lãm, mà ông bảo không có chỗ để. Mướn được 3 ngày là 10.000 đô la rồi. Thế thì anh bảo thôi thì anh phải phá thôi. Có cái chừng đó không mà hoàn cái chưa có mà tới 13 tỷ. Tại nhà tôi nghĩ là cũng hơi buồn cười ở chuyện đó. Vâng. Hy vọng rằng anh Vọng Đình Cung vẫn còn số điện thoại Nguyễn Phương Hùng gọi mình bữa nào phỏng vấn anh chơi. Cái số anh Phạm Đình Cung là anh ấy cũng được cái cộng đồng hải ngoại này, không ạ? Dạ. Nó rêu rao, không ạ? Nó rêu rao mới đầu thì nó nói 4 tỷ, 5 tỷ. Dạ, vâng. Thế thì về sau cái giai đoạn đầu ấy, thì ví dụ như anh Đinh Viết Tứ thì anh ấy chữa lại, anh ấy nói là một phần lớn đó là cái lương của những người đi lao động hải ngoại. Vâng, đúng dân dân gọi là cái lao động đấy. Vâng, kể cả những người mà đi từ ngoài Bắc rồi đi qua bên Liên Xô, đi qua bên Đông Đức, Tây Đức gì đó vân vân. Việt Nam nó gọi là xuất cảnh lao động đấy. Vâng, đó thì đấy những người đó người ta dành dụm, người ta gửi. Người ta gửi về gia đình thì có. Chứ còn cái cộng đồng Việt Nam thì chắc chắn là không phải như anh Cung nói đâu.